Dạ, em xin chào quý bà con đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ. Dạ, thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại di động qua số là 0858 335 778 với quý con. Dạ, thì tiếp tục hôm nay em lên với quý con mình một cái con máy cưa ha, đến từ thương hiệu Shinewa. Thì với cái model là 380 quý con. Thì em giới thiệu với con mẫu cưa sử dụng cho gia đình ha, và có thể thay khác được ha. Thì cái con này là con Shinewa 380, công suất nó tầm khoảng là 38cc ha. Và cái dòng này bít tông nó là 40 ly với con. Đây là hàng dây Nhật Bản nha, tình trạng đã qua sử dụng nha. Máy thì nguyên vẹn, zin, liền lạc đủ đồ. Đây, made in Japan với con. Số series là 3087505 ha. Đây là hàng chuẩn Nhật nha. Thì em cũng vừa vệ sinh xong rồi con. Này chỉ xúc bình xăng ha. Thì máy hoạt động có ok, xúc bình xăng và thay cái lược xăng. Thì con này cân nặng nó tầm khoảng là 5,4 kg với con, tính cả 5 xích ha. Tả 5 xích luôn. Thì con này đang sử dụng lăm bánh xe ha. Thì lăm khoảng 4 tấc và nó đang sử dụng xích là xích Oregon ha. Xích mini, xích 91 á. Thì cái xích này cũng khá là dày với con nè, rất là dày luôn ha, hầu như là cắt chưa nhiều hay là xích thay xích mới gì không biết, nhưng mà xích rất là dày. Xích là 29 mắt với con. Đây cái mặt tiền nè, bô cũng còn sáng ha, không có rỉ sét gì nhiều ha. Đây cò ra cũng còn rất là đẹp nữa ha. Thì đây là dòng cưa hai thì nòng đứng với con. Thì gần đây với con rất là chuộng những cái dòng cưa hai thì nòng đứng đến từ thương hiệu Shinewa. Thì bà con mình luôn có một cái suy nghĩ là cưa nòng đứng nó sẽ mạnh hơn nòng nằm ha, lúc nào cũng có suy nghĩ đó, nhưng mà không phải không biết giải thích sao để chứng minh được cái điều đó ha. Tại vì nếu bà con mình so sánh cái nòng đứng nòng nằm thì nên so sánh cùng một công suất với nhau á, thì xem nó mạnh yếu thế nào nha. Có mọi người thì đem cái nòng đứng, cái nòng chào bá mà đem đi so với mấy con nòng nằm nhỏ nhỏ thì bảo nòng đứng nó là mạnh hơn nòng nằm, thì đó là cái điều đương nhiên rồi. Mình muốn so sánh nó mạnh như thế nào thì ví dụ như con 38cc thì mình so với con nòng nằm 38cc ha, chứ mình đừng so sánh con nòng đứng 38 mà so với nòng nằm có 35, 32 thì đâu có so sánh được mọi người. Dạ, thì nói chung là nòng đứng hiện tại quý con rất là chuộng nè, thì nay em cũng về cũng khá khá nòng đứng ha. Thì để bà con mình có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Thì hiện tại thì gần đây thì em cũng lưu buôn nhiều quá con, hàng về nhiều lắm, máy vip cũng nhiều mà không có thời gian mình để dọn nó lên và con mình tham khảo á. Hầu như là dọn được con nào vip vip thì khách tới cửa hàng nó lấy hết rồi, nên không có thể nào dọn đồng loạt để bà con mình đăng lên và con mình tham khảo. Thì nay giới thiệu đây cho bà con mình một cái con cưa Shinewa nòng đứng model là 380. Cái dòng này nổ cực kỳ nhạy bóc nha. Thì em cũng quay cho bà con mình có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại em mới gắn trên cái góc phải màn hình đó, để bà con mình có thể là đón em nó sẽ sử dụng ha. Đây cũng chưa có vệ sinh kỹ mọi người, mới có xúc bình xăng cho nổ rồi quay luôn ha. Thì sáng nay em sẽ vệ sinh lại nó lần nữa ha. Đây là con Shinewa sử dụng bình xăng con của hãng One Roll luôn ha, hai kim dây canh chỉnh dây sửa chữa. Thì vừa vệ sinh xong rồi thì vừa cho nổ xong luôn, nhưng ban đêm á thì cũng không có tiện nổ nhiều, thì vệ sinh xong rồi cho lên video luôn, tại vì gần đây cũng mấy ngày không lên video á, thì để cho bà con mình để tham khảo này. Lâu quá không lên video để lạc trôi luôn, thì nên video cho bà con mình tham khảo. Thì hiện tại con Shinewa 380 em đang bán với giá là 3 triệu ha, em sẽ bao ship toàn quốc với bà con mình. Thì phụ kiện kèm theo con này là một cái vỏ lam nữa ha, một cái tiếp mở buri, một cái chai nhớt Mitsuyama tên 100ml ha, và một cái cây dũa nữa ha. Đây xích rất là đẹp luôn, xích đều ha. Dạ đó là những cái chi tiết tổng quan của con cưa Shinewa nòng đứng model 380 này ha. Thì quý bà con nhu cầu có liên hệ với em cây ha. Dạ em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Dạ em xin chào nhé.